Có đồ trong tay mẹ. Con đang làm gì? Con đang ăn khắc gì food. Ừ. Lấy food bỏ tủ lạnh đi. Tủ lạnh. Có cái mini fridge nè. À, bỏ vô đi con. Cậu không có cần lấy ra, bỏ nguyên cái đó vô. Oh, ok. Con just a cabinet. Ăn mà đúng không? Bỏ vô trước đi, đi tắm trước. Bỏ vô cái fridge or the cabinet. That one. The fridge. Ừ. Rồi đi xuống cái coi nhỏ kia nữa gì đó. Chưa, chừng nào nó gọi mới xuống. Vậy nãy không đưa cái thẻ chứ y tự lên đây, bạn nào cũng còn say giấc.